Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đón xem tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin chính có trong ngày mà các biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính đáng chú ý sau. Cứu kịp thời nam công nhân ngạt khí độc dưới hầm. Khởi tố nhóm cướp manh động dùng hung khí đánh ngất người đi đường cướp xe máy. Đà Nẵng xử phạt 105 triệu đồng, 7 người tụ tập ăn nhậu trong mùa dịch. Bắt nữ nhân viên công ty giao hàng, ôm gần 500 triệu bỏ trốn. Tây Ninh bắt giữ 2 người men theo bờ ruộng, nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Khởi tố 8 thanh niên cầm tuyếp sắt gây rối trật tự công cộng. Phát hiện xử lý vụ trộm cắp điện, bồi thường và phạt vi phạm hành chính hơn 45 triệu đồng. Vừa rồi là phần điểm tin chính, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết. Cứu kịp thời nam công nhân ngạt khí độc dưới hầm, được tổ chức chốt COVID-19 cứu. Ngày 9 tháng 8, sau quá trình điều trị, anh Trần Văn Nam, sinh năm 1967, công nhân làm việc tại nhà máy xử lý nước thải Sen, đóng trên địa bàn xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, đã hồi phục sức và rất cảm ơn tổ công tác kiểm soát COVID-19. Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 8, tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại quốc lộ 48D, thuộc địa phận thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân. Gần đó có trường hợp bị ngạt khí độc dưới hầm, nguy hiểm đến tính mạng. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sử dụng phương tiện đưa nạn nhân lên. Trường hợp không may bị ngạt là anh Trần Văn Nam, quê ở tỉnh Nam Định, công nhân làm việc tại nhà máy Shen, xử lý nước thải. Thời điểm được đưa lên, anh Nam đang trong tình trạng tím tái, hôn mê, nên tổ công tác đã tiến hành sơ cứu hô hấp nhân tạo chống ngạt. Khoảng 10 phút sau, anh dần tỉnh lại. Tổ công tác liên hệ xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Hiện sức khỏe của anh đã trở lại bình thường. Khởi tố nhóm cướp manh động dùng hung khí đánh ngất người đi đường cướp xe máy. Ngày 9 tháng 8, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Đoàn Mạnh, sinh năm 1993, Hoàng Đình Phúc, sinh năm 2005, Nguyễn Tùng Dương, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên về tội cướp tài sản. Theo tài liệu điều tra, khoảng 22 giờ ngày 2 tháng 8, Mạnh, Phúc, Dương chuẩn bị gậy, kẹp ba trên xe máy, tháo biển kiểm soát đi cướp tài sản. Khi đi đến địa phận xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, nhóm đối tượng thấy có một nam thanh niên đi xe máy Honda Vision đã áp sát và dùng gậy đánh, đạp vào người nạn nhân, sau đó cướp xe máy chạy theo hướng thành phố Thái Nguyên. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng điều tra, xác minh và truy bắt hung thủ. Ngày 5 tháng 8, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ cả ba đối tượng liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ một xe máy Honda Vision, tang vật vụ án, một xe mô tô Honda Way, gậy là công cụ dùng để gây án. Ban đầu, ba đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đà Nẵng xử phạt 105 triệu đồng, 7 người tụ tập ăn nhậu trong mùa dịch. Ngày 9 tháng 8, Công an xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, đang củng cố hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang xử phạt hành chính đối với 7 đối tượng vì hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người quy định tại điểm C khoản 3, điều 12, nghị định 117/NĐ-CP. Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8, qua công tác tuần tra kiểm soát phòng chống dịch, Công an xã Hòa Ninh phát hiện nhóm thanh niên gồm 5 nam và 2 nữ tụ tập ăn nhậu tại thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận đi từ xã Hòa Liên qua cổng khu công nghệ cao rồi vào địa bàn xã Hòa Ninh qua đường mòn người dân sử dụng để đi khai thác keo và đến tại nhà hát tại thôn 1 xã Hòa Ninh để tổ chức ăn nhậu. Công an xã đang củng cố hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử phạt các đối tượng nêu trên tổng số tiền 105 triệu đồng với 15 triệu đồng một người cho hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Bắt giữ nữ nhân viên công ty giao hàng, ôm gần 500 triệu bỏ trốn. Thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, mới đây Công an huyện Long Điền đã di lý Phạm Trần Thảo Vi, 25 tuổi, trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, từ Tây Ninh về Bà Rịa Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, vào ngày 26 tháng 3, Phạm Trần Thảo Vi bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền khởi tố bị can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã do bị can này đã bỏ trốn.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 11 năm 2018, Vi vào làm việc tại một chi nhánh của công ty dịch vụ giao hàng nhanh đóng tại thị trấn Long Điền. Tháng 8 năm 2020, thời điểm Vi làm ở bộ phận xử lý thu tiền thu hộ và tiền cước các đơn hàng chuyển phát nhanh của công ty. Hàng ngày Vi nhận hàng rồi quét mã vạch hàng hóa lên phần mềm, sau đó chia hàng cho các nhân viên giao hàng. Hệ thống sẽ cập nhật tổng số tiền mà nhân viên đã giao hàng và thu tiền từ khách nhận hàng. Cuối ngày, nhân viên giao hàng sẽ đóng tiền đã thu của khách về nộp cho Vi. Tiền này Vi phải đóng vào tài khoản của công ty trước 12 giờ ngày hôm sau. Tuy nhiên, trong các ngày 22, 24 và 25 tháng 8 năm 2020, nhận tiền từ nhân viên giao hàng nhưng Vi không nộp về tài khoản của công ty theo quy định với số tiền hơn 463 triệu đồng và bỏ trốn. Nhiều lần liên lạc với nhân viên này bất thành, công ty này đã đến trình báo cơ quan công an. Sau hơn một năm phát lệnh truy nã, ngày 6 tháng 8, Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được Phạm Trần Thảo Vi. Tây Ninh bắt giữ hai người men theo bờ ruộng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Ngày 9 tháng 8, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho biết, chỉ trong tuần đầu tháng 8 năm 2021, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới đã phát hiện ngăn chặn nhiều vụ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đáng chú ý, ngày 8 tháng 8, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính, bàn giao hai người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam cho Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu đưa đi cách ly theo quy định. Theo đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực gần cột mốc 171/1, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, lực lượng tại chốt phòng dịch số 23, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Bình Dân, 25 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, Tây Ninh và Nguyễn Đức Huy, 18 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lệ, Tiền Giang, đang man theo bờ ruộng để nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Trước đó cũng tại huyện Bến Cầu, lúc 21 giờ 45 phút ngày 3 tháng 8, tổ công tác trạm kiểm soát biên phòng Long Thuận, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cũng đã ngăn chặn và bắt giữ 5 người vượt biên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 5 người bị bắt giữ gồm Ngô Văn Tuyển, 32 tuổi, Cao Thị Mai, 31 tuổi, cùng ngụ tại huyện Nam Định, Nguyễn Thị Bé Trang, 24 tuổi, Nguyễn Thị Loan, 27 tuổi, Nguyễn Thị Minh, 39 tuổi, cùng ngụ tại Hà Tĩnh. Ngoài ra, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 2 tháng 8 tại huyện Bến Cầu, các chiến sĩ tại điểm cảnh giới Long An phối hợp cùng đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cũng phát hiện và bắt giữ Trần Ngọc Trung, 46 tuổi, ngụ tại An Giang về hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính những người này về hành vi nhập cảnh trái phép, đồng thời bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Bến Cầu đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Khởi tố 8 thanh niên cầm tuyếp sắt gây rối trật tự công cộng. Ngày 9 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 thanh niên cầm hung khí, tụ tập đánh nhau, náo loạn huyện Thanh Oai ngay trong tình hình dịch bệnh COVID. Các đối tượng này sinh năm từ 2002, 1999, 2001, 2003, 2004, trú tại Thanh Oai về tội gây rối trật tự công cộng. Do mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa Nguyễn Văn Hiếu và một đối tượng quận Hà Đông nên cả hai bên đã hẹn nhau đến đường Giải Phóng quận Đống Đa để đánh nhau. Tối ngày 20 tháng 7, Nguyễn Văn Hiếu đã rủ Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Bá Thưởng, Bùi Văn Thắng, Nguyễn Duy Chiến, Lã Duy Đức, Nguyễn Quang Vũ, Nguyễn Văn Vũ cùng với khoảng hơn 20 nam thanh niên khác đến khu vực cánh đồng Thạch Bích, huyện Thanh Oai, Hà Nội để tập trung. Cả nhóm mang theo tuyếp sắt gắn dao nhọn rồi đến khu vực đường Giải Phóng. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả nhóm đến điểm hẹn nhưng không gặp đối thủ nên đã chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường xung quanh khu vực quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Bá Thưởng, Bùi Văn Thắng, Nguyễn Quang Vũ, Lã Duy Đức, Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Anh Tài để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo quy định. Phát hiện xử lý vụ trộm cắp điện bồi thường và phạt vi phạm hành chính hơn 45 triệu đồng. Mới đây, PC Quảng Ngãi đã phát hiện và xử lý không một trường hợp trộm cắp điện sản lượng lớn tại khu vực thành phố Quảng Ngãi. Cụ thể, khách hàng đã có hành vi mổ cáp cấp điện trước công tơ, dùng dây điện 2x4mm câu móc trực tiếp để sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt gia đình mà không qua hệ thống đo đếm.
Đặc biệt, hành vi trộm cắp điện được thực hiện khá tinh vi, được che chắn qua nhiều lớp gạch ngói bằng mắt thường, rất khó phát hiện. Dưới sự chứng kiến của tổ trưởng tổ dân phố cùng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ không thể chối cãi của tổ công tác điện lực thành phố Quảng Ngãi, khách hàng đã thừa nhận hành vi sai phạm. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tính toán số tiền bồi thường hơn 25 triệu đồng. Điện lực thành phố Quảng Ngãi đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển hồ sơ sang cơ quan thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật với số tiền là 20 triệu đồng. Trong 7 tháng đầu năm 2021, PC Quảng Ngãi đã thực hiện 57.555 lượt kiểm tra khách hàng sử dụng điện, đã phát hiện và xử lý 1.922 vụ vi phạm sử dụng điện, trong đó trộm cắp điện là 97 vụ, vi phạm giá điện là 865 vụ, vi phạm khác là 958 vụ, vi phạm công suất 3 vụ, với tổng số tiền truy thu bồi thường và tiền phạt vi phạm hành chính hơn 826 triệu đồng, với sản lượng 53.196 kW. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng kiểm tra giám sát mua bán điện PC Quảng Ngãi cho biết, hình thức trộm cắp điện phổ biến hiện nay là câu móc trực tiếp vào đường dây cấp điện trước công tơ để sử dụng điện không qua hệ thống đo đếm, phá trì niêm công tơ tác động làm sai số đo đếm. Đối tượng vi phạm thuộc nhiều thành phần sử dụng điện khác nhau với nhiều mánh khóe trộm cắp điện tinh vi và ngày càng phức tạp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.